phải nói đến ở cái dòng máy này, đó là máy sử dụng ổ cứng FPD. Mình thử truy xuất để cho mọi người tham khảo. Chỉ có mất có khoảng 9 giây là vô máy thôi nha, rất là nhanh. Mọi người cùng đếm mình nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mất 10 giây, bị lỗ mất 1 giây rồi. Rất là nhanh đúng không ạ? So với lại ổ cứng thường, bạn nào mà đã sử dụng FPT rồi thì chắc chắn sẽ không có muốn phải lại sử dụng ổ cứng thường nữa đâu. 7240 hiện tại bên cửa hàng của mình có hai loại cấu hình. Một là Core i5 với chip xử lý là 4300U, Intel HD Graphics 4400, RAM 4GB, ổ cứng SDM SATA 128GB, màn hình 12.5 inch. Mình đang bán với giá là 7,5 triệu. Ngoài ra thì mình còn có một cái dòng 7240 chip xử lý cao hơn, đó chính là Core i7 4600U, và giá bán của nó là 8,5 triệu. Cái dòng máy nhỏ gọn này thì chắc chắn những cái bạn nữ nào mà ghé cửa hàng của mình thì đều rất là thích. Nhưng mà bạn nam thì sẽ yêu cầu là có cái dòng máy nào mà có cái màn hình to hơn không? Thì bên mình cũng vẫn đáp ứng được các yêu cầu của các bạn nam. Đó là dòng Dell Latitude 7440. Cấu hình của nó thì y chang cái con 7240 mà mình vừa giới thiệu. Nhưng mà màn hình của nó là 14 inch và được bán với giá là 7,950,000 với cấu hình Core i5. Còn Core i7 thì mình đang bán với giá là 9,1 triệu. Hiện tại cửa hàng mình hàng về rất là nhiều và